Mau tránh ra, đây là con mồi của ta, ta phát hiện nó trước mà. Không phải, chính ta đã tấn công nó, đuổi nó ngã gục tới đây. Nó thuộc về ta, không phải là của ngươi. Này, rồng không khí con kia, ngươi đừng có láo cá nha. Đây là lãnh địa mèo tu của bọn ta. Bọn ta là những Pokemon thần thoại, không có ai giành được với bọn ta đâu. Các ngươi đừng có nghĩ các ngươi là Pokemon thần thoại, thích làm gì thì làm. Bọn ta cũng là những Pokemon rồng không khí, bảo vệ biển cả đây. Nào, mau tránh ra, để ta lấy con mồi của ta. Nếu không, đừng có trách ta hành động ra tay độc ác đó. Cái gì? Ta đã nói như vậy rồi, mà ngươi còn to gan lớn giọng với ta à? Vậy thì, ngươi có gan tiến tới một bước, lấy con mồi này đi. Đừng có trách ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Pokemon thần thoại mèo tư. Mong mới gì ta sợ ngươi chứ. Ta lấy con mồi thì ta lấy nè. Hả? Ngươi dám tấn công ta? Được lắm, vậy thì đừng có trách ta trả đũa lại ngươi. Được lắm, vậy thì coi ai mạnh hơn ai. Đáng đời, ngươi không biết tự lượng sức của mình, phải nhận hậu quả như thế. Được rồi, đi chơi một chút rồi về thôi. À, nhìn kìa, cuối cùng nó cũng đã chịu về rồi. Anh ơi, hãy bình tĩnh chờ con nó nói rõ trắng đen cái đã rồi xử lý nó sau. Anh đừng nóng vội nha. Hả? Sao cha mẹ và mọi người tập trung đầy đủ thế này, có chuyện gì vậy? Mày mau nói cho tao biết cả ngày hôm nay mày đã đi đâu và làm gì. Con đi săn mồi, sau khi ăn no rồi con đi chơi một chút. Bây giờ con về nhà đúng giờ mà, con đâu có làm gì sai đâu, sao cha lại quát con? Săn mồi à? Vậy tại sao mày lại giết chết một Pokemon con mèo tu chứ? Lũ Pokemon mèo tu trưởng thành rất giận dữ, bọn chúng đã tới đây đòi công bằng kìa. Nào, mau theo ta, ta sẽ dẫn người tới đó để chịu tội. Cha ơi, tại con Pokemon mèo tu đó, nó giành thức ăn với con, nó tấn công con. Con chống trả lại thôi mà. Cha ơi, con không muốn chết đâu. Cha đừng đem con giao nộp cho bọn chúng. Kính thưa chúa tể rồng không khí, đúng đó, xin ngài đừng giao nộp cậu chủ. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì cậu chủ, bảo vệ cậu ấy, chống lại lũ Pokemon mèo tu kia. Không được, dẫu gì tất cả bọn chúng đều là những Pokemon thần thoại. Nếu chúng ta có một cuộc chiến với bọn chúng, chắc chắn chúng ta sẽ là những sinh vật thương vong đầu tiên. Ta không muốn như vậy. Vậy, xin ngài hãy giao nộp tôi ra. Bảo tôi là kẻ đã giết chết Pokemon mèo tu con kia, thay thế cho cậu chủ được không? Các thuộc hạ của ta, ta cảm ơn lòng trung thành của các ngươi, nhưng đây là lỗi của con trai ta, hãy để ta tự giải quyết. Được rồi, tất cả thuộc hạ, hãy bảo vệ loài rồng không khí, không cho bất cứ ai được phép đi ra ngoài, cũng như không được cho kẻ nào đột nhập vào trong lãnh địa của chúng ta. Ta đi vài ngày sẽ quay về ngay lập tức. Vâng, thưa thủ lĩnh, chúng tôi tuân lệnh. Trời. Cuối cùng cũng đã tới đại dương mênh mông. Đây, thần biến cả Kyogre, ngài có đây không? Tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Chết tiệt thật. Đây, thần biến cả Kyogre, tôi cần ngài thật sự đó. Rồng không khí, thì ra là ngươi à? Ngươi tìm ta có chuyện gì? May quá, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi. Xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi. Lời của chúng tôi đang gặp một vấn đề vô cùng lớn. Nếu ngài không ra mặt, lũ Pokemon thần thoại mèo tu có thể hủy diệt loài của chúng tôi mất. Mèo tu à? Các người làm gì mà động đến bọn chúng chứ? Chúng tôi luôn sống hiền lành ở trên bờ biển, không đụng tới bất cứ loài nào. Nhưng thật không may, con của tôi không biết, vô tình lúc đi săn có đánh chết một Pokemon mèo tu thuộc hạ của bọn chúng. Bọn chúng rất giận dữ, tới để đòi con của chúng tôi. Nhưng tôi không đành lòng giao nộp con trai của mình ra. Xin ngài hãy đứng ra mặt với bọn chúng, khuyên ngăn bọn chúng. Chúng tôi chấp nhận bồi thường thiệt hại lớn cho bọn chúng. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, nghĩ tình
gia tộc loài rồng không khí của các ngươi luôn phục vụ cho biển cả. Ta sẽ ra mặt nói chuyện với bọn chúng. Nào, ngươi hãy dẫn đường đi. Chết tiệt, chúa tể rồng không khí của các ngươi đâu rồi? Mau vào thư nghiệp chúng đó ra đây. Thư đã giết chết thuộc hạ của bọn ta. Bọn ta không thể nào chấp nhận được nữa. Nếu không, bọn ta sẽ san bằng tất cả, tiêu diệt luôn loài rồng không khí các ngươi. Bọn chết tiệt, các ngươi đừng có ở đây la lối sùm. Chủ thể bọn ta đã bảo mấy ngày nữa sẽ tới nói chuyện với các ngươi. Tại sao các ngươi lại lôi cái xác chết này tới đây chứ? Cái gì mà mấy ngày nữa? Thuộc hạ của ta chết oan ức, ta phải đòi lại công bằng cho nó trước khi chôn cất nó. Được rồi, các ngươi không thích nói lý lẽ, vậy thì đừng trách bọn ta độc ác. Hả? Lũ miêu tu này, các ngươi định làm gì? Các ngươi định đánh nhau à? Vậy thì bọn ta không sợ đâu, bọn ta sẽ liều mạng bảo vệ lãnh địa của mình. Mẹ kiếp, tiến lên nào loài mèo tu của chúng ta, san bằng tất cả, tiêu diệt luôn lũ rồng không khí của bọn chúng. À, thật đáng đời. Được rồi, mau tiến vào trong, bắt thư nghiệp xúc kia, đền tội cho thuộc hạ của chúng ta. Đây, mau dừng lại, lũ mèo tu, các ngươi không được làm lỡ. Hả? Chúa tể rồng không khí, cuối cùng ngươi chịu xuất hiện rồi hay sao? Đây, loài mèo tu, hãy mau chấm dứt hành động của các ngươi đi. Đã quá đủ rồi, đừng nên gây ra chiến tranh giữa các loài Pokemon. Hả? Ngươi là kẻ nào dám xen vào chuyện của bọn ta? Có tin bọn ta cho ngươi chết không còn thấy không? Mẹ kiếp, lũ mèo tu này, bộ các ngươi không biết các ngươi đang nói chuyện với ai à? Đây, lũ mèo tu, ta chân thành khuyên các ngươi dừng lại. Đó là những gì ta nói trước khi các ngươi nhận lấy hậu quả xấu đó. Bọn ta không dừng lại đó, cứ làm gì được bọn ta? Còn ngon thì tấn công thử, có ai mạnh hơn ai? Cái gì? Các ngươi thách ta? Chết tiệt, lũ rác rưởi này. Chết rồi, đội trưởng của chúng ta chết rồi. Khốn kiếp, thứ này rốt cuộc là Pokemon gì vậy? Lũ ngu ngốc, dám chọc giận thần biển cả Kyoga. Gì chứ? Các ngươi có nhìn nhầm không vậy? Thần biển cả Kyoga đích thân tới căn cứ của lũ rồng không khí để giúp đỡ bọn chúng đánh bại lực lượng của chúng ta. Vâng, vâng, sự thật là như vậy. Một vài mèo tu còn sống sót quay trở về đã nói tất cả là như thế. Khốn kiếp! Tên thần biển cả Kyoga đó dám xen vào chuyện của bọn ta. Được lắm, được lắm. Vậy thì lũ rồng không khí và kể cả cái con cá voi chết tiệt Kyoga đó, ta sẽ không để yên một kẻ nào. Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của ngài mà loài mèo tu không dám đến căn cứ của bọn tôi làm loạn nữa. Thôi được rồi, đó là tất cả những gì ta giúp đỡ lại gia tộc của các ngươi, vì gia tộc của các ngươi đã bảo vệ biển cả suốt mấy trăm năm qua. Thôi được rồi, đến lúc ta quay về đại dương, nếu lũ mèo tu còn tiếp tục làm loạn, ngươi cứ đến gọi ta, ta sẽ lại tiếp tục ra mặt. Ta đi đây. Cảm ơn ngài. Thần biển cả Kyoga. Kyoga, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta. Cái gì thế này? Pokemon thần thoại không gian Bakia, sao ngươi lại tới đây? Mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng đã chịu xuất hiện rồi à, con cá voi chết tiệt. Ta phải báo món thù năm xưa. Chết tiệt, mau dừng lại đi. Chuyện đã qua rất lâu rồi, sao ngươi còn ôm hận trong lòng chứ? Cầm mồm lại cho ta. Ta không bao giờ quên mối thù đó. Ta luôn tìm kiếm ngươi. 7000 năm rồi, ngươi luôn trốn chạy, nhưng ông trời có mắt, đã xuất hiện một con mèo mèo tu, cho ta biết chỗ của ngươi đang ở đâu. Cuối cùng ta đã tìm tới đây. Bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Mẹ kiếp, lại là lũ mèo mèo tu đó. Ta không có ý giết chết vợ con của ngươi. Ngươi chi sát ta, đừng trách ta ra tay độc ác.